Một cái chai nhỏ xíu này cung cấp cho chúng ta năng lượng khỏe mạnh trong vòng 5 giờ. Đấy là cái mà quảng cáo để giúp chúng ta có được tăng cường cơ bắp. Nhưng mà hôm nay thì Dr. Thanh sẽ không phải nói về cái này đâu, mà chúng ta sẽ nói về một cái chân máy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái thiết bị đó là những cái chân máy giúp chúng ta có được những cái ổn định tương đối là vững vàng khi mà chúng ta đi chụp. Những cái chân máy như là những cái chiếc tripod rất là nặng, chúng ta vững chắc. Những cái chiếc như là những chiếc monopod một chân giúp cho chúng ta có một cái độ ổn định tương đối mà chúng tôi có nói trong một cái video trước. Tuy nhiên cái phần chính ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là một cái giải pháp tương đối hay mà chủ yếu dành cho quay phim. Trên tay tôi là chiếc Benro C38TBS2. Đó là cái chiếc chân máy bằng sợi carbon rất là nhẹ mà tôi không biết gọi là monopod hay là tripod, bởi vì bản chất của nó là monopod. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng cái mở cái phần dưới ra và nó tạo cho chúng ta một cái chân đế giúp cho máy có thể tạm thời được nghỉ và chúng ta không cần phải quá nhiều năng lượng bằng cái chai của chúng ta khi mà sử dụng lúc đầu. Cái chân máy này có cái đầu ống là cái đầu flute là S2, và chiếc S2, đầu S2 tương đối nhỏ. Chiếc S2 này chúng ta không thể nào gắn vào một cái chiếc lớn, chúng ta cần một cái đầu khác lớn hơn. Tuy nhiên nó có thể gắn một chiếc máy rất là nhỏ như những chiếc máy chúng ta có thể gắn những chiếc máy compact, và điều quan trọng hơn đó là chúng ta có thể gắn một chiếc máy quay rất là nhỏ gọn. Và đây tôi sẽ gắn chiếc chân máy quay cho các bạn coi. Benro có bán kèm một số trang thiết bị giúp chúng ta có thể siết ống kính tốt. Ở đây tôi sẽ lắp vào máy. Siết hơi chặt, mở ra và tôi đã có thể quay. Như chúng ta đã thấy, chiếc monopod có cái chạc ba ở dưới này rất là nhẹ, tiện lợi. Chúng ta không thể để nó mà chạy đi xa được. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng thì hoàn toàn có thể nghỉ tay một chút trong trường hợp vẫn đứng bên cạnh. Nó giúp cho chúng ta có một cái độ ổn định nhất định. Tuy nhiên chiếc đầu này bán kèm chân máy thì nó chỉ cho chúng ta một cái góc xoay ngang hoặc là lên xuống, chứ không thể nào tận dụng được tối đa khả năng xoay vòng của chân. Và vì vậy nếu như chúng ta muốn tận dụng tối đa chân này, chúng ta có thể mua thêm chiếc đầu tiện hơn, có thể lắp cho chiếc máy nhỏ cũng như cho những chiếc máy lớn. Gặp lại đơn giản. Rồi. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời, không những là nhiếp ảnh mà còn có thể là quay phim nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào.